Hello mọi người nhá, em Thương lên sóng cho mọi người một em rễ cẩm chỉ con ông ba này. Đấy các bác nhìn, em vừa rửa xịt xong nhá, 10 cân chuẩn luôn. Vân thì nó quá đẹp rồi, vân phê luôn mọi người. Vân thì kiểu còn có rùi rùi nữa. Vân đẹp lắm mọi người, thật sự luôn, quá phê. Em này chuẩn được 10 cân mọi người nhé. Chiều dài mọi người này 1m03 đến 1m đi. Chỗ này là được 13, 11, 10, 8, 6, 5. Còn dưới đây cũng rất là ok luôn mọi người nhé. Quá đẹp. Đây mọi người, dưới đây được 16 luôn. Đấy. Rất là đẹp. Cục đây nếu mà đục là bao đẹp luôn rồi nhá. Dáng rất là phiu. 10 kg. Giá thì cực êm luôn, đông đặc mọi người nhá. Hàng đông đặc luôn. Nó chỉ có khuyết một tí nữa thôi, khuyết một điểm. Một điểm này đúng lên đến đây. Lên đến chỗ này. Tí xíu. Mọi người nhìn sạch sẽ mới biết là nó đẹp. Đấy. 10 kg mọi người nha, giá rất yêu thương. Rồi quý cô chú anh chị thiện chí liên hệ em Thương nha.